Rồi bây giờ hai bạn thi đấu nha. Rồi bây giờ sao thế lại chơi sao? Ê bạn Trúc giỡn rồi ạ. Ai bật mà không qua là người đó thua nha. Ok không? Ai bật mà đạp dép rồi đó thua nha. Rồi. Rồi ok luôn. Rồi, đầu tiên một đôi. Đôi nào đôi đỏ phải không? Rồi ai bật trước? Rồi, hôm nay bật trước đi. Ok. Rồi bật dài. Trúc bật dài kìa. Trúc chưa bật dài. À bật dài. Rồi gắn vô. Đôi thứ hai. Ai bật trước, ai bật trước? Honda kìa, qua bên Honda kìa. Rồi Honda bật đây. Bật hai chân một lượt. Honda bật sai lực rồi. Tránh ra. Trúc bật. Đúng rồi. Ok, rồi bật dài chưa? Chưa bật dài, chưa bật dài Trúc ơi. Rồi Honda bật dài. Ok. Rồi. Đôi thứ ba. Rồi ai bật trước? Honda, bên Honda trước kìa. Rồi nhìn chút, chút vô đi. Ê. Chút phải qua bên này chứ. Rồi làm lại, Honda ngồi vậy đi. Rồi ok. Rồi tới mặt dài. Đó chút kìa. Ê chút. Rồi ok. Bây giờ rồi ok sắp đi. Sắp thưa rồi đi. Chúc thi đấu không? Okay. Thi đấu thì xuống nè. Rồi ai anh Honda làm trước. Chúc tránh ra. Chúc tránh ra. Rồi tới chúc. Quá hay luôn rồi. Rồi lượt về. Rồi ok. Ai cũng đạt hết. Rồi tiếp tục thư ra nữa. Rồi bây giờ tiếp tục mình sắp thư ra mình bật nữa ha. Rồi bây giờ ai thực hiện trước? Honda ha. Rồi anh Honda làm trước đi. Đứng dậy, chút đứng dậy. Nhìn không ra làm kìa. Rồi bay bắt. Tràn ô tràn thơ. Rồi tới chút. Hai người đều thua hết rồi. Hai bạn đều thua hết rồi. Hai bạn bật không có bạn là bật qua hết. Bật bị đạp đã dép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến thằng chai nước. Rồi lấy chai nước lại. Rồi để chai nước xuống. Không, bây giờ chúng ta chỉ cần bật qua chai nước thôi. Được không? Rồi Honda bật trước. Cao lên. Honda thua. Rồi dựng lên tới chút. Ok. Vậy là chút thắng rồi. Nữa hả? Đánh nữa hả? Rồi giờ tới mình chơi gì? Đánh
không, mùi hôi đâu. Leo lớp nhà bắt con gà, chụp cái gà, chụp cái gà ăn, gà ăn thì gà ăn mình ngồi sao đi, ai đi mình chơi. Nói gì vậy?